Xin chào tất cả mọi người. Video hôm nay mình làm liên quan đến các thủ tục xin visa để nhập cảnh vào nước Nhật. Thì đối với các bạn đang còn sắp nhập cảnh vào Nhật, sắp đến Nhật làm việc hoặc là đi du lịch hay là bất cứ một cái gì đặt chân đến nước Nhật thì các bạn đều phải xin visa để nhập cảnh vào. Thì khi các bạn đã có cái tư cách lưu trú thì các bạn việc tiếp theo các bạn phải làm là xin visa, và hiện tại thì các bạn sẽ phải xin visa ở Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam ở Hà Nội và chi nhánh ở Thành phố Hồ Chí Minh. Thì trước đây thì các bạn sẽ tự túc đi đến Đại sứ quán hoặc lãnh sứ quán để xếp hàng để chờ xin visa. Tuy nhiên thì vài năm trở lại đây thì từ ngày mình đi sang Nhật này thì cái dịch vụ xin visa hộ ở các cái trung tâm bên ngoài người ta nổi lên rất là nhiều, và người ta làm cho mình cũng rất là nhanh, nhanh hơn mình làm rất nhiều. Mình không phải tốn cái công đi từ quê ra Hà Nội để xếp hàng hoặc vào Sài Gòn để xếp hàng chờ xin visa chen chúc nhau rất là vất vả. Thì cái chi phí để xin cái visa thuê cái trung tâm bên ngoài làm thì cũng lớn hơn của mình bỏ ra một chút, nhưng bù lại thì mình không phải mất tiền đi lại hoặc là tiền ở trong thời gian đi ra đấy mình ăn uống thì nó cũng gần như là tương đương nhau. Hôm nay thì mình sẽ làm video này chia sẻ với bạn cái cách viết cái form để xin visa tại Nhật, ở tại Việt Nam để nhập cảnh vào Nhật. Đây mình đã có in sẵn cái form xin visa đây rồi để entry Japan để nhập cảnh vào Nhật. Thì tí mình sẽ để cái link ở dưới video, các bạn sẽ ấn vào đấy để tải về để viết form để nhờ cái bên mua trung tâm xin visa hộ người ta sẽ xin cho mình. Tuy là họ xin cho mình nhưng mà cái việc kê khai thông tin thì mình vẫn phải ghi, có liên quan đến chữ ký thì mình vẫn phải ghi để gửi cho họ để họ sẽ đi xin cho mình. Và đây là cái form đơn xin visa đây. Thì đầu tiên các bạn sẽ phải có một cái ảnh 4.5 nhân 4.5 và tất nhiên là phải nền trắng. Tất cả các thủ tục làm hồ sơ giấy tờ sang Nhật thì đều là làm bằng nền trắng các bạn. Đây tờ trước mình có viết để xin. Đây là mình sẽ viết vào một cái tờ mới cho các bạn cùng tham khảo. Đây, đầu tiên đối với dòng đầu tiên surname. Đây là họ ghi là giống như trên passport. Thì đây là đối với người đang xin visa, ví dụ như các bạn đã hoặc là Nguyễn Thị A chẳng hạn. Tất nhiên các bạn sẽ phải viết hoa không dấu cho các bạn. Tiếng Việt viết hoa không dấu. Và tiếp theo Tên là khác. cái tên thường gọi hoặc là tên khác không có gì thì thôi, agent name không có thì hai phần này các bạn sẽ bỏ trống cho mình. Tiếp theo là ngày tháng năm sinh, ví dụ ngày mùng 1 tháng 1 năm 1999 đi. Đây địa điểm birth, place of birth thì là cái nơi sinh thì các bạn sẽ ghi Hà Nội Việt Nam chẳng hạn. Vẫn là chữ tiếng Việt viết hoa không dấu nha bạn. Đây là giới tính thì nam thì ghi nam mà nữ thì ghi nữ. Tình trạng kết hôn marriage status thì đối với các bạn đi theo visa gia đình thì các bạn sẽ marriage, còn đối với du học cái gì thì các bạn tùy vào cái tình trạng các bạn đi đưa của mình thì mình sẽ ghi là marriage. Ở đây thì giờ này nó có ghi là tình trạng quốc tịch và công dân của nước nào thì là Việt Nam rồi. Thế này có quốc tịch của nước khác không? Mình ghi là không. Nếu bạn nào có quốc tịch của Mỹ hay Lào thì ghi vào đây. Còn ở dưới này là số chứng minh thư của bạn hoặc là số của thẻ công dân, căn cước công dân 18670505 gì đấy. Mình sẽ ghi bừa một cái số ở đấy thôi. Đây là cái loại của passport, mình sẽ ghi là ordinary là bình thường. Số passport thì đằng trước nó có chữ A và C gì A C 1 2 3 4 5 6, bạn xem trong pass trong hộ chiếu của các bạn. Cái địa điểm ICU thì Hà Nội Việt Nam. Đây là cái địa điểm cái nơi cấp. Dưới này là cái cơ quan phát hành, cơ quan phát hành thì các bạn ghi là cục cửa xuất nhập cảnh, các bạn sẽ lên tra tiếng Anh cục xuất nhập cảnh là gì và các bạn ghi vào đây, mình cũng không nhớ rõ lắm, mình không dám ghi. Đây là có cái ngày cấp hộ chiếu cho các bạn là ngày nào, ngày mùng 1 tháng 10 năm 2018 chẳng hạn. Cái dòng date of expiry này là cái ngày hết hạn của hộ chiếu của các bạn, ví dụ như là hộ chiếu Việt Nam mình thường thường là 10 năm thì sẽ là ngày mùng 1 tháng 10 năm 2029, 10 năm sau.
Purport to visit to Japan, visit to Japan này là các bạn sẽ là mục đích khi đến Nhật là gì? Khi đến Nhật thì các bạn sẽ sang đi làm việc hay đi học thì các bạn sẽ ghi vào đây. Thì ví dụ như đi mình thì bảo lãnh thì sẽ là sang với chồng chẳng hạn, sang vợ chẳng hạn thì sẽ là live with husband chẳng hạn, hoặc live with wife thì chẳng hạn. Tùy các bạn, hoặc là study hay là gì thì tùy các bạn nhé. Đây là cái thời gian mà các bạn sẽ ở Japan. Mình visa 3 năm thì vợ mình sẽ sang đây theo là 3 năm. Còn ở dưới này là cái ngày mà các bạn dự định sẽ nhập cảnh, à, các bạn sẽ nhập cảnh vào Nhật Bản. Cái này tùy theo cái vé bay các bạn đã mua. Ví dụ mình sẽ nhập cảnh vào ngày mùng 20 tháng 10 2019 chẳng hạn. Và cái địa điểm các bạn sẽ nhập cảnh là sân bay Narita chẳng hạn, Nagoya hay là Haneda tùy các bạn. Đây là cái số chuyến bay thì mình sẽ đi Vietjet chẳng hạn, Vietjet 3931 chẳng hạn. Đây mình sẽ lấy bừa một cái số nhé. Thì tiếp theo là đến phần name and address to hotel này. Đây là cái địa chỉ và hoặc là cái người mà các bạn sẽ sống cùng khi mà đến ở trong cái thời gian này. Thì ví dụ như vợ mình sang đây thì sẽ sống cùng mình chẳng hạn, thì là mình đến Trần Á Phú chẳng hạn. Đây địa chỉ của mình thì là đang ở Niigata, rồi ABC XYZ 123. Đây số điện thoại của mình là 080 123456 78. Còn dưới này thì cái phần date duration pre stay of Japan này các bạn sẽ ghi no cho mình, không cần thiết. Còn cái điểm tiếp theo là cái do current address này là cái địa chỉ hiện tại các bạn đang sống. Chỗ bạn ở Hà Nội thì mình ở Xuân Đỉnh chẳng hạn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội chẳng hạn, số nhà ABCXYZ. Số điện thoại các bạn là sẽ 0985555555 như đấy. Còn mobile thì no, không cần ghi no. Còn hiện tại cái nghề nghiệp hiện tại các bạn là gì, các bạn muốn ghi là gì cũng được. Đây mình ghi no về, các bạn ghi không nghề nghiệp cũng được, không vấn đề gì. Thì tất nhiên là thế, các bạn ở đây ghi no thì chỗ này là sẽ là no, name và cái tên và cái địa chỉ của công ty của bạn sẽ là tên thì cũng no, và điện thoại cũng sẽ, địa chỉ cũng sẽ là no. Đây, xong tờ thứ nhất rất là nhanh. Sang tờ thứ hai. Tờ thứ hai thì bên này các bạn đã ghi là các bạn hiện tại không có nghề nghiệp chẳng hạn, hoặc là các bạn thì bên này thì sẽ cái người đồng nghiệp của các bạn thì các bạn cũng sẽ ghi như là no, vì trên này không có nghề nghiệp thì tất nhiên bên này không có đồng nghiệp rồi. Đó là dòng đầu tiên, tờ thứ hai. Và tiếp theo là cái người sẽ bảo lãnh các bạn. Người bảo lãnh này sẽ là cái người mà khi mà các bạn mới nhập cảnh sang thì người này sẽ chịu trách nhiệm khi mà trong thời gian bạn ở đây. Ví dụ như bảo lãnh gia đình vợ chồng thì các bạn sẽ ghi tên vợ chồng mình vào. Ví dụ vợ mình sang đây thì mình ở cái phần này sẽ là tên của mình sẽ ghi là Trần Á Phú vào đây. Số điện thoại mình vẫn 080 123456 7 8 9 10. Còn ở địa chỉ mình thì vẫn là Niigata, ABCXYZ 123456. Birthday của mình thì gọi là ngày 1 tháng 1 năm 1999 nè. Sách của mình thì tất nhiên là mail rồi. Ở đây thì relationship with to application này là cái quan hệ đối với người mà đang nộp cái đơn xin visa. Thì mình là chồng thì mình sẽ ghi là husband vào đây. Ở đây là cái nghề nghiệp hiện tại và cái vị trí làm việc thì mình sẽ ghi là nhân viên công ty, company, employee chẳng hạn. Employee. Còn cái vị trí là staff chẳng hạn, bạn sẽ ghi tiếng Anh không dấu cho mình, không cần bằng tiếng Nhật, không cần bằng, tất nhiên là không phải bằng tiếng Việt rồi. Quốc tịch và cái tình trạng nhập cư của mình, thì tình trạng nhập cư thì quốc tịch thì tất nhiên là Việt Nam. Tình trạng nhập cư thì cứ trên 1 năm, 2 3 năm trở lên thì đã là nhập cư dài hạn, thì các bạn sẽ ghi là dài hạn hoặc là resident. Đây là sẽ là tình trạng dài hạn của cái nhập cư resident. Xong cái phần tình trạng và của cái quốc tịch. Còn ở dưới này thì sẽ cái
thông tin của bên rõ ràng hơn của phần bên trên. Đây có ghi là nếu mà giống bên trên thì sẽ ghi luôn là giống như bên trên luôn. Same as above. Giống như bên trên. Đấy, thế thì là cái ba cái bốn dòng còn lại thì các bạn không phải viết nữa. Ở đây thì cái điều đặc biệt và chú ý có gì không? Nếu có thì ghi vào, không có thì không cần phải ghi. Ở dưới này các cái phần chấm tròn to này là các cái phần mà họ chú ý cho có phần đặc biệt. Ví dụ như ở đầu tiên là các bạn đã từng phạm tội ở một cái nước nào khác hay chưa? Thì các bạn nếu mà các bạn là một người có lý lịch bình thường thì các bạn sẽ tích hết vào nô này cho mình. Đây thì đã bị ngồi tù 1 năm trở lên ở nước nào chưa này, đã từng bị trục xuất ở Nhật chưa, đã từng liên quan đến ma túy các tiếc gì đây chân này. Đấy thì mấy cái này các bạn cứ tích hết vào nô 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 nô. Nếu mà phần nào có Z, nếu lỡ các bạn có dính nhưng phần nào đến Z thì các bạn là nếu mà trong lý lịch của các bạn có một phần nào đấy không được gọi là sạch lắm thì các bạn phải chú ý vào phần đấy là gì. Và nếu mà có liên quan đến một là trục xuất hay là gì gì đấy, nếu ví dụ cái xưa các bạn đi sang Hàn thì các bạn bỏ trốn ra ngoài xong người ta bắt được về rồi các bạn đi theo bảo lãnh sang Nhật chẳng hạn, ví dụ thế, thì các bạn sẽ phải ghi vào phần Z phần O này là lý do là ngày xưa tôi dính những cái này, ví dụ tôi ngày xưa tôi bỏ trốn ra ngoài bị đuổi về đấy. Đấy là xong. Còn nếu không bạn không có gì thì các bạn cứ để trống phần này. Và cuối cùng là cái phần ngày các bạn viết đơn xin visa, ví dụ ngày hôm nay 20 tháng 9 2019. Và cái phần cuối cùng đây là cái phần ký tên của các bạn. Tên của các bạn là cái người nộp đơn thì ví dụ như nãy mình đến kia mình có ghi đây Nguyễn Thị A thì bây giờ cái đây là ghi cái đây là A. Thế là xong. Các bạn chú ý cho mình đây là ảnh nền trắng 4,5 nhân 4,5 nhân nền trắng, các bạn thấy ra con in ảnh bọn người ta in cho là xong. Và như thế là xong cái đơn xin visa đấy các bạn. Nó rất nhanh thôi, mất tầm 5 phút các bạn đã có thể làm xong cái đơn này rồi. Rất là dễ, nhiều bạn cũng nhắn tin hỏi mình nhưng mà mình hỏi thế nào có điều kiện sẽ làm cái video để cho nó cụ thể cho các bạn dễ hình dung. Có gì thắc mắc thì các bạn cứ comment cho mình sẽ giải đáp thêm. Ok, xin chấm dứt video tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Xin ơn.